Huấn luyện viên Iraq, Việt Nam gây khó những phút đầu. Huấn luyện viên Jesus Casas mừng vì Iraq khởi đầu không tốt nhưng vẫn hạ Việt Nam 3-1 để toàn thắng tại vòng loại 2 World Cup 2026. Khu vực châu Á không dễ để thi đấu dưới nhiệt độ cao và trước đối thủ chọn phòng ngự, huấn luyện viên Jesus Casas nói ở họp báo sau trận. Việt Nam gây khó những phút đầu, nên diễn biến có chút phức tạp, dù chúng tôi vẫn kiểm soát bóng. Sau 11 phút đầu không tạo ra cơ hội, Iraq mở tỷ số ở phút 12. Hậu vệ phải Hussein Ali gây đột biến với cú sút xa mở tỷ số từ khoảng 27m. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận, rồi ghi thêm 2 bàn nhờ công Ali Yassin và Amen Hussein trong 20 phút cuối. Việt Nam chỉ gỡ được 1 bàn ở phút 85 nhờ công Phạm Tuấn Hải. Đội tuyển Tây Á vẫn bất bại trước Việt Nam sau 7 trận, trong đó có 6 chiến thắng. Trận hòa duy nhất có tỷ số 1-1 diễn ra ở lượt đi vòng loại 2 World Cup 2018 hồi tháng 10 năm 2015. Theo huấn luyện viên Casas, thay vì chỉ trích, người hâm mộ Iraq nên chúc mừng đội tuyển nhà, đặc biệt khi thầy trò ông giành trọn vẹn 18 điểm tại vòng loại 2. Bên cạnh đó, nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng khen ngợi các học trò đã cho thấy động lực thi đấu cao, dù đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Trước Việt Nam, Casas thay 5 vị trí so với trận thắng Indonesia 2-0 hôm 6 tháng 6. Sau đó, ông tung những cầu thủ ít thi đấu như Akam Hasem hay Manap Yunis vào sân thử sức với lối chơi của đội. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết, lối chơi của Iraq lúc này luôn hướng đến tấn công, ngay cả khi đối đầu Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì nó ở giai đoạn tới, nhưng dĩ nhiên cũng có lúc phải phòng ngự tùy hoàn cảnh ở một số trận đấu. Iraq là một trong 3 đội toàn thắng tại vòng loại 2 World Cup 2026. Bên cạnh Nhật Bản ở bảng B và Australia ở bảng Y, đội sẽ bước vào vòng loại 3 với hy vọng trở thành một trong 6 đội đầu tiên của châu Á giành vé chính thức dự World Cup 2026. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.